Đây là cách khoan trứng đà điểu nha các bạn. Khoan cái trứng đà điểu rồi mình lấy mình ăn, rồi còn cái vỏ thì mình làm đồ trang trí nha các bạn. Thì lấy dao ấy là được rồi, tới cái lớp màng của nó rồi. Đây, đây lớp màng của trứng đà điểu, rồi mình lấy dao mình quét các bạn.